Kênh Qua Lan Cần Thơ xin kính chào các cô chú anh chị. Thì hôm nay mình sẽ cũng tiếp tục chia sẻ cái clip mình ghép nha, lan hồng nhạn nha. Mình mua hoàng nhạn mà nó lộn vô mấy cây này nè, giống thịt hồng nhạn luôn. Theo mình biết thì cái lan hoàng nhạn thì cái lá nó hơi bầu một tí nha, lá nó ngắn một tí chứ nó không có dài gì. Theo mình nghĩ thôi nha, cái này chắc là hồng nhạn đó. Thì nữa sau chừng nào nó sổ bông mình mới biết. Bây giờ mình tạm thời kêu là hồng nhạn đi, khi nào có sổ bông mình sẽ cập nhật lên cho các cô chú anh chị mình xem nha. Mình ghép bộ ba lên chậu luôn, thì mình cũng chuẩn bị cái khúc gỗ nè, bằng với chậu gì nè. Rồi sau đó mình cái lan mình đặt nó lên khúc gỗ đó. Quay mặt vô nha, nữa mình để lên thành chậu gì quay mặt vô. Rồi mình cũng dùng xi dừa mình cố định nó lại, giữ ẩm luôn đó, cố định nó luôn. Nhất thứ hai là khi nửa cái xi dừa nó mục nè, rễ nó ăn ra rồi xi dừa nó mục, mình khỏi cắt dây đó, tiện mình khỏi mất công cắt dây đó. Mình đút vô trúng rễ rồi này kia nọ. Để chắc chắn gì hoàng nhãn với cái hồng nhãn giống thịt nhau rồi các cô chú, mình khó phân biệt quá. Cái này mình cũng ghét cái lan này nhiều, mình cũng để ý mình thấy nó khác vậy thôi chứ mình cũng chưa khẳng định được nó là hồng nhạn nữa. Nhưng mình nhìn nó rất là giống hồng nhạn, mình mua hồng nhạn thì nó y chang vậy nè, cái lá nó dài mà nó nhỏ. Cây này thì nó hơi cong cho nên mình sửa lại một tí cho nó thẳng cái đọt lên, sửa lại một tí cho nó thẳng cái đọt lên, nó thấy cũng theo chiều ánh nắng nó lên chứ. Mình cố định nó vô gì để giữ ẩm nó luôn, sao sẽ vừa nó mục quá thì khỏi mất công cắt. Và mình sẽ đưa lên chậu. Tiếp theo mình dùng dây rút các cô chú, cố định nó lên thành chậu. Đây, đặt nó vô. Cố định lại vô khúc gỗ nè. Không sao, mình muốn cắt dây cắt, không cắt bỏ dây luôn cũng được, không sao. Cuộn nó vô gỗ. Tự động nó bẻ, nó xây đầu lên, nó đẹp lại.
bấm nó dày quá mình bấm. Động nó sẽ bẻ đầu ra, cái này cũng bẻ đầu ra đẹp lắm. Rồi bước tiếp theo thì mình chỉ dùng xì dừa nè, bỏ thêm giữ ẩm cho nó. Bước đầu tiên giữ ẩm nhử cho rễ rồi nó ra. Kẻ kẻ miếng. Rồi, và dòng này thì nó cũng thích thông thoáng, mình bỏ than vô. Bỏ than qua vô nghe than à. Rồi, đơn giản vậy thôi các cô chú. Giờ mình có cái một cái giò lan hoàn nhạn bộ ba lên chậu. Rồi các cô chú anh chị mình thấy hay là nhớ nhấn like, đăng ký, nhấn vào cái chuông và chia sẻ để tạo động lực cho kênh Hoa Lan Thơ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.